Mùa hè 2024-2025 đã chứng kiến một loạt những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý với những ngôi sao hàng đầu di chuyển giữa các câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Dưới đây là danh sách chi tiết từng thương vụ, bao gồm tên cầu thủ, câu lạc bộ cũ và mới cùng mức phí chuyển nhượng. 1. Kylian Mbappe từ Paris Saint-Germain đến Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây là một trong những bản hợp đồng lớn nhất của mùa hè khi Real Madrid có được một ngôi sao hàng đầu mà không mất phí chuyển nhượng. 2. Ilkay Gundogan từ Barcelona trở lại Manchester City cũng theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự trở lại này mang đến sự chắc chắn và kinh nghiệm cho tuyến giữa của Man City. 3. Julian Alvarez rời Manchester City để gia nhập Atletico Madrid với mức phí 75 triệu euro. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Alvarez khi anh đến một trong những đội bóng mạnh nhất La Liga. 4. Dominic Solanke chuyển từ Bournemouth đến Tottenham Hotspur với mức phí 64,3 triệu euro. Solanke được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn mới trên hàng công của Spurs. 5. Lenny Zoro rời Lille để gia nhập Manchester United với mức phí 62 triệu euro. Zoro là một sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ của Quỷ Đỏ, giúp tăng cường sự chắc chắn cho đội bóng. 6. Pedro Neto chuyển từ Wolves đến Chelsea với giá 60 triệu euro. Với khả năng chạy cánh xuất sắc, Neto sẽ là sự bổ sung đáng giá cho hàng công của The Blues. 7. Moussa Diaby rời Aston Villa để đến Al Ittihad với mức phí 60 triệu euro. Diaby sẽ là ngôi sao mới tại giải đấu Saudi Arabia, mang theo tốc độ và sự sáng tạo trong lối chơi. 8. Raul Neves chuyển từ Benfica đến Paris Saint-Germain với giá 59,92 triệu euro. PSG tiếp tục củng cố đội hình với một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng từ Bồ Đào Nha. 9. Amadou Onana rời Everton để gia nhập Aston Villa với mức phí 59,35 triệu euro. Onana là một sự bổ sung mạnh mẽ cho tuyến giữa của Villa, giúp tăng cường sự cứng rắn cho đội bóng. 10. Dani Olmo chuyển từ RB Leipzig đến Barcelona với mức giá 55 triệu euro. Olmo được kỳ vọng sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược trẻ hóa đội hình của Barca. 11. Manuel Ugarte rời Paris Saint-Germain để đến Manchester United với mức phí 55 triệu euro. Ugarte là một tiền vệ phòng ngự tài năng, được kỳ vọng sẽ giúp Quỷ Đỏ thêm vững chắc ở tuyến giữa. 12. Theon Koopmeiners chuyển từ Atalanta đến Juventus với mức giá 54,7 triệu euro. Koopmeiners sẽ mang đến sự sáng tạo và sự kiểm soát cho hàng tiền vệ của Bianconeri. 13. Michael Olise rời Crystal Palace để gia nhập Bayern Munich với mức phí 53 triệu euro. Olise là một cầu thủ trẻ tài năng, hứa hẹn sẽ mang lại sự mới mẻ cho lối chơi của Bayern. 14. João Félix từ Atlético Madrid đến Chelsea với mức giá 52 triệu euro. Félix được kỳ vọng sẽ là một trong những ngôi sao sáng của The Blue trong mùa giải tới. 15. Douglas Luiz chuyển từ Aston Villa đến Juventus với mức phí 51,5 triệu euro. Luiz sẽ là một sự bổ sung đáng giá cho tuyến giữa của Juventus, mang lại sự đa dạng trong lối chơi. 16. João Paulinho rời Fulham để đến Bayern Munich với mức phí 51 triệu euro. Paulinho sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của đội bóng xứ Bavaria. 17. Desire Doué từ Rennes đến Paris Saint-Germain với mức giá 50 triệu euro. Doué là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của Pháp, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại Paris Saint-Germain. 18. Endrick rời Palmeiras để gia nhập Real Madrid với mức phí 47,5 triệu euro. Endrick là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất từ Brazil, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại châu Âu. 19. Max Kilman chuyển từ Wolves đến West Ham với mức giá 47,5 triệu euro. Kilman là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của West Ham, giúp đội bóng này trở nên chắc chắn hơn. 20. Jorginho Rutter rời Leeds để gia nhập Brighton với mức phí 46,7 triệu euro. Rutter là một tiền đạo trẻ đầy tiềm năng, được kỳ vọng sẽ giúp Brighton có thêm sức mạnh trên hàng công. 21. Matthijs de Ligt từ Bayern Munich đến Manchester United với mức giá 45 triệu euro. De Ligt là một sự bổ sung đáng giá cho hàng thủ của Quỷ Đỏ, mang đến sự vững chắc và kinh nghiệm. 22. Ricardo Calafiori rời Bologna để đến Arsenal với mức phí 45 triệu euro. Calafiori là một hậu vệ trẻ tài năng, hứa hẹn sẽ trở thành một phần quan trọng trong đội hình của pháo thủ. 23. Ian Masten từ Chelsea đến Aston Villa với mức giá 44,5 triệu euro. Masten là một cầu thủ trẻ triển vọng, được kỳ vọng sẽ mang lại sự mới mẻ cho hàng thủ của Villa. 24. Joshua Zirkzee chuyển từ Bologna đến Manchester United với mức phí 42,5 triệu euro. Zirkzee là một tiền đạo trẻ đầy tiềm năng, có thể đóng góp lớn cho hàng công của Quỷ Đỏ. 25. Conor Gallagher rời Chelsea để gia nhập Atletico Madrid với mức phí 42 triệu euro. Gallagher sẽ mang đến sự năng động và sáng tạo cho hàng tiền vệ của Atletico. 26. Robin Lenormand từ Real Sociedad đến Atletico Madrid với mức giá 34,5 triệu euro. Lenormand là một hậu vệ chắc chắn, giúp Atletico tăng cường sự vững chắc nơi hàng thủ. 27. Eddie Nketiah chuyển từ Arsenal đến Crystal Palace với mức phí 34,5 triệu euro. Nketiah là một tiền đạo trẻ, hứa hẹn sẽ giúp Crystal Palace cải thiện hiệu suất ghi bàn.
28, Mikel Merino rời Real Sociedad để đến Arsenal với mức phí 32 triệu euro. Merino sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho hàng tiền vệ của pháo thủ, mang lại sự ổn định và sáng tạo. 29, Alexander Solot từ Real Sociedad đến Atletico Madrid với mức giá 32 triệu euro. Solot là một tiền đạo mạnh mẽ, được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho Atletico. 30, Emil Smith Rowe chuyển từ Arsenal đến Fulham với mức phí 31,8 triệu euro. Smith Rowe là một cầu thủ trẻ tài năng, có thể giúp Fulham trở nên nguy hiểm hơn trong tấn công. 31, Georgi Mamardashvili rời Valencia để gia nhập Liverpool với mức giá 30 triệu euro. Mamardashvili là một thủ môn trẻ triển vọng, được kỳ vọng sẽ là sự thay thế lâu dài cho Alisson. 32, Romelu Lukaku chuyển từ Chelsea đến Napoli với mức phí 30 triệu euro. Lukaku sẽ mang đến sự nguy hiểm trên hàng công cho Napoli, giúp đội bóng này cạnh tranh ở Serie A. 33, Scott McTominay rời Manchester United để gia nhập Napoli với mức giá 30 triệu euro. McTominay là một tiền vệ phòng ngự chắc chắn, hứa hẹn sẽ giúp cho Napoli tăng cường sức mạnh nơi tuyến giữa. 35, Crescencio Somerville rời Leeds để gia nhập West Ham với mức phí 29,3 triệu euro. Somerville là một cầu thủ trẻ tốc độ, có thể tạo ra nhiều sự đột biến trên hàng công của West Ham. 36, Jadon Sancho chuyển từ Manchester United đến Chelsea với mức phí 29 triệu euro kèm điều khoản mua đứt sau mùa giải 2024-2025. Sancho sẽ mang lại sự sáng tạo và kỹ thuật cho hàng công của Chelsea. 37, Niklas Füllkrug rời Borussia Dortmund để gia nhập West Ham với mức giá 27 triệu euro. Füllkrug là một tiền đạo mạnh mẽ, được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh tấn công cho đội bóng này. 38, Mason Greenwood chuyển từ Manchester United đến Marseille với mức phí 26 triệu euro. Greenwood sẽ có cơ hội tái khởi động sự nghiệp tại Ligue 1 với kỳ vọng trở lại phong độ cao nhất. 39, Savinho từ Troyes đến Manchester City với mức giá là 25 triệu euro. Savinho là một tài năng trẻ người Brazil, hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai tại Etihad. 40, João Cancelo rời Manchester City để gia nhập Al Hilal với mức phí 25 triệu euro. Cancelo sẽ mang đến sự linh hoạt và kỹ thuật cho hàng thủ của Al Hilal. 41, Fabio Cavajo chuyển từ Liverpool đến Brentford với mức phí 23,4 triệu euro. Cavajo là một cầu thủ trẻ tài năng, được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng của Brentford trong những mùa giải tới. 42, Aaron Ramsdale rời Arsenal để gia nhập Southampton với mức giá 21,4 triệu euro. Ramsdale là một thủ môn trẻ với khả năng phản xạ tốt, sẽ là sự bổ sung đáng giá cho Southampton. 43, Kefren Thuram từ Nice đến Juventus với mức phí 20,6 triệu euro. Thuram sẽ mang lại sự chắc chắn và khả năng chơi bóng kỹ thuật cho hàng tiền vệ của Juventus. 44, Youssouf Fofana rời Monaco để gia nhập AC Milan với mức giá 20 triệu euro. Fofana là một tiền vệ phòng ngự chắc chắn, hứa hẹn sẽ là sự bổ sung quan trọng cho Milan. 45, Thiago Amada chuyển từ Atlanta United đến Botafogo với mức phí 19,5 triệu euro. Amada là một tài năng trẻ đến từ Argentina, được kỳ vọng sẽ giúp cho Botafogo nâng tầm tại Brazil. 46, Alvaro Morata rời Atletico Madrid để gia nhập AC Milan với mức giá 13 triệu euro. Morata sẽ mang đến kinh nghiệm và khả năng ghi bàn cho đội bóng nước Ý. 47, Billy Gilmour từ Brighton đến Napoli với mức phí 13 triệu euro. Gilmour là một tiền vệ trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình của Napoli. 48, Federico Chiesa chuyển từ Juventus đến Liverpool với mức phí 12 triệu euro. Chiesa sẽ là một sự bổ sung tốc độ và kỹ thuật cho hàng công của Liverpool. 49, Irving Lozano rời PSV Eindhoven để gia nhập San Diego FC với mức giá 12 triệu euro. Lozano sẽ mang lại sự sáng tạo và tốc độ cho đội bóng mới tại MLS. 50, Raheem Sterling từ Chelsea đến Arsenal theo dạng cho mượn. Sterling sẽ mang đến sự nguy hiểm và kinh nghiệm cho hàng công của pháo thủ trong mùa giải tới. 51, Carlos Soler rời Paris Saint-Germain để gia nhập West Ham theo dạng cho mượn. Soler là một tiền vệ có khả năng kiểm soát bóng tốt, hứa hẹn sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của West Ham. 52, Sebastian Haller chuyển từ Dortmund đến Legans theo dạng cho mượn. Haller là một sự bổ sung mạnh mẽ cho hàng công của Legans trong mùa giải này. Không có thương vụ nào trên 100 triệu euro diễn ra như khoảng thời gian gần đây, nhưng đây vẫn là một kỳ chuyển nhượng chiến thắng của rất nhiều đội bóng. Trong đó Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus và Atletico Madrid đều có cho mình những con hàng cực kỳ uy tín. Chúng tôi có sót bản hợp đồng nào không? Mọi người hãy comment ở bên dưới nha!